chào tất cả những khách hàng thân thương của Lọ Lem cũng như là em Whiskin. Trời ơi, sản phẩm gì mà nó siêu hot mấy ngày nay, nó rần luôn. Đây em sẽ show hàng cho mọi người xem luôn. Đây, trời ơi, đây là dòng BB cream thay da mới của em luôn. Phải nói là siêu sản phẩm, siêu đình đám luôn. Khách hàng xài cho em trong vòng 1 tuần đến 2 tuần là cảm thấy cái da của mình nó bông, nó mịn đẹp. Và tại sao em đặt tên nó là BB cream? Bởi vì khi sức lên da của mình, nó có thành phần make up, nó làm cho da mình căng bóng hồng rất là đẹp. Và đặc biệt những cái lỗ mụn với lỗ chân lông và mụn cám li ti, nám tàn nhang là đánh bay sạch sẽ luôn. Em cam kết 100% luôn. Với cái dòng sản phẩm này, tại sao mà em ra 100.000 là bây giờ em không còn hàng để bán luôn. Hôm nay em chỉ live stream trên đây hoặc là em quay phim để em giới thiệu, em tư vấn cách xài thôi. Thứ nhất là trước khi xài, vui lòng rửa mặt thật sạch bằng bột rửa mặt giùm em, và sáng sức một lần, tối sức một lần. Cam kết với khách hàng, nếu như khách hàng xài sản phẩm của em, liệu trình của nó 4 chai mà không đẹp thì em trả tiền lại 100%. Đó là lời cam kết của em. Tới thời điểm này em làm cái mùa dịch này là em muốn cho tất cả những khách hàng của em đẹp thôi. Rồi sau đó là chúng ta có cái gương mặt đẹp, bóng bẩy và đi làm thì ai nhìn vô cũng sẽ bắt mắt và mọi người sẽ yêu thương em nhiều hơn. Đó.